Đây, xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập hợp mẫu hàng này của Tiki ha. Bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người cùng xem nha. Thấy khui ra đi em. Chính chủ đây. Chính chủ khui ra dùng mà. Bây giờ có xương ép không ta? Để chúng ta suy nghĩ ra nước gì uống. Rồi. Và đóng gói rất là cẩn thận nha mọi người. Đây là pin của Google chính Telesin. Hàng này thì cũng bảo hành 12 tháng ha. Đóng gói quá kỹ luôn. Quá đẹp. Rồi đây. Thì chúng ta sẽ khui hộp ra để xem như thế nào ha. À, bây giờ anh sẽ khui hộp này ra. Anh rung tay quá, anh phá tem, bóc tem mà anh rung tay quá mọi người. Hôm nay là ngày giỗ tổ, đi ăn giỗ quán cà phê. Đây, bên trong phụ kiện gồm có một cái dây sạc, một cái tài liệu user guide. Này, sĩ sư của phụ chú à. Ồ, phải sĩ hoa không? Sĩ hoa. Bên trong này sẽ gồm một cái đốc sạc nha mọi người. Đốc sạc Telesin. Pin thì của Go 9 thì nó sẽ bự hơn của Go 7. Cái combo này bên trong gồm có hai viên pin. Đây. Cái Telesin nó xài cũng khá là ok nha mọi người. Mình thấy là xài rất là thì nó được. Hai thằng đang làm cho Google Telesin với Kinma hai thằng. Này. Cắm sạc thử. Cái này nên xài cái đốc sạc dòng cao chút ha, từ khoảng 2 ampere trở lên nha. Mình xài 1 ampere. Ủa sao vậy? 2 ampere hả chú Linh? Yes sir. Là vô chậm hơn đúng không? 2 ampere thì nó đủ tải cũng rất ha. Bây giờ mình sẽ rút một cái pin của Go 7 ha. Nhấn vô Go 7 ra cho mọi người xem. So sánh giữa pin Go 7 với Go 9 ha. Đây. Pin này 7 nè. 7 nhỏ hơn ha. 5, 6, 7 xài chung. Nhưng mà tới chừng 5678 sẽ chung chứ. 5678 tiếp tục. Còn cổ 7 ăn này thằng đẳng cấp rồi. Năm này Go Go 7. Go 7 thì không xài chung được rồi. Mình mà muốn độ chế thì mình để ngoài luôn ha. Thầy chui tay xây rồi. Thôi, khó quá. Đúng rồi, cái đốc này là tai xi nha mọi người. Chứ không phải micro USB đâu nha. Tai xi. 2 ampere chứ 1 ampere sao xài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cái con Go 9 pin nó như thế nào. Đây. Cái túi này là cũng của Google luôn nha mọi người. Google. Rồi, đây là con Go 9 đây. Go 9. Ha, Go 9. Bây giờ mọi người sẽ xem so sánh chơi chút xíu coi. So sánh con Go 9 với con Go 7. Thấy con Go 7 mọi người tách lấy pin ra ha. Rồi, bóp vô, nhấn ra. Nha mọi người, bóp vô ha, ở giữa này có một cái nút này. Rồi, chúng ta gài lại. Còn pin của Go 9 thì đây, mọi người thấy ha. Nhấn vô nè. Có một cái ngấn chỗ này nha. Rồi, bật vô. Đây nè. Rồi bật ra. Rồi bật ra, dở lên. Pin của Go 9 thì nằm bên hông ha, chứ không phải nằm dưới đáy như của Go 7. Đây là pin mới nè, này pin cũ nè. À, pin này pin zin còn theo máy của Google. Còn đây pin của Telesin đây. Đây anh để cái pin của Telesin vô. Nó có chiều 1 nha mọi người, không gắn ngược được. Rồi, sau đó chúng ta đậy nắp lại. Rồi, cái điều đó so nè, so sánh nè, giống như chèn gì đó của Telesin á thì nó sẽ có số 9 ở đây ha,
nhìn thì mẫu mã bên ngoài gần như nhau nè. Nó chỉ khác cái zin ở cái zin thì không có số 9 nè các bạn. Với cái chữ Google hả? Nè, mặt sau nè. Kích thước thì như nhau nhưng mà chữ in lên thì khác ha. Này con zin ha. Còn này con hàng mới mua nè, mới đập hộp nè. Rồi. Bây giờ anh lắp cái tele xin vô luôn. Có chiều một nha mọi người. Không gắn được được. Mình sẽ đưa cái đầu này ra ngoài nha. Đánh vô nè. Đó. Rồi. Ra rồi. Đó. Rồi bây giờ mở nguồn lên. Rồi ok. Bây giờ anh mở nguồn lên thêm xem là khi mà mua thì pin nó được bao nhiêu phần trăm nha mọi người. 21%. Thường thông thường pin mua thì nó tầm khoảng này thôi. Rồi đây. Mọi người thấy ha, khi cắm cái đốc sạc vô thì hai cái đèn màu đỏ là đang sạc vô ha, là hai cục pin của Telesin. Ở giữa là cục pin Google, nó đã đầy pin rồi. Mọi người lưu ý ha, cái dây cắm của nó là Type-C. Một sản phẩm phải nói là rất là ok, giá thành thì hợp lý. 700 mấy. Bộ này không đi giá 700 mấy. Bộ này mua 700 mấy cho mọi người. 700 Công ty kia nó đi giá. Rồi ok mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem cái video review pin với cái combo sạc của Telesin ha, của dành cho Go 9. Cái link mua sản phẩm thì mọi người sẽ truy cập ở phía dưới phần mô tả video nha, mình sẽ chia sẻ với mọi người. Hàng bán khá là chất lượng, đóng gói rất là kỹ. Rồi cảm ơn mọi người, xin chào.